Quý vị thân mến, tác giả Đặng Huỳnh Thái, sinh năm 1939, quê quán Kiến Sương, Thái Bình. Nghề nghiệp chính của ông là kỹ sư mỏ. Ông từng công tác ở vùng mỏ Hòn Gai, Cẩm Phả suốt những năm dài, từ năm 1960 cho đến năm 1996. Hiện nay ông ở Hà Nội. Ông là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ninh. Suốt 36 năm làm việc ở mỏ, có 6 năm làm kỹ thuật, còn 30 năm ông làm báo. Chương trình phát thanh công nhân mỏ trên sóng Đài Phát thanh Quảng Ninh, Trung tâm truyền hình công nhân mỏ Việt Nam. Với lợi thế được trực tiếp làm việc với những công nhân ở mỏ, ông đã có rất nhiều tác phẩm ở các thể loại như kịch bản văn học, bộ phim tài liệu lịch sử, vùng mỏ con người và lịch sử do đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Vũ Phạm Từ, quay phim nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Long Bảy, âm nhạc nghệ sĩ nhân dân Cao Việt Bách, lời bình nghệ sĩ nhân dân Đào Trọng Khánh. Do xí nghiệp phim truyện Việt Nam sản xuất năm 1985. Ông được giải thưởng văn nghệ Hạ Long năm 1990. Ngoài ra, ông có rất nhiều truyện ngắn in chung, viết cho cả lứa tuổi thiếu nhi, những tuyển văn, những kịch bản phim. Ông viết sách lịch sử, viết hồi ký cho các đơn vị và cá nhân trong vùng mỏ, tuyển than cửa ông, đèo Nai, Quan Lý Mách, Nguyễn Văn Lang. Và có nhiều truyện ngắn, bài báo đăng trên các báo và tạp chí, nhiều kịch bản sân khấu cho các đội văn nghệ nghiệp dư, nhiều bộ phim video phát trên YouTube và nhiều phóng sự bút ký giải rác qua nhiều năm nay in trên các báo và những tập in chung. Cẩm Kỳ Official xin được giới thiệu cuốn tiểu thuyết Dài Hơi của ông, một cuốn tiểu thuyết khá dày dặn, Đất và Máu. Mời quý vị lắng nghe. Đất và Máu, tiểu thuyết của Đặng Huỳnh Thái. Cuốn tiểu thuyết viết về Việt Nam trong dòng lịch sử khai hoang, lập điền, dựng nước và giữ nước của thế hệ cha ông. Một cuốn tiểu thuyết có dòng cốt truyện như một bài văn chính luận, với những lập luận logic của tác giả Đặng Huỳnh Thái. Lịch sử Việt Nam là những bản hùng ca. Đất nước Việt Nam là đất nước luôn chịu đựng máu lửa chiến tranh. Chúng ta, những thế hệ về sau, mãi mãi cũng không thể nào thấu hiểu được những điều mà cha ông ta đã phải trải qua. Điều may mắn là chúng ta có những thế hệ cha ông dũng cảm bước qua những thời gian khó, và hôm nay có những chứng nhân đã viết lại những điều đó cho hậu sinh. Đó là những năm của nạn đói, những năm kháng chiến chống Nhật Pháp đầy khó khăn gian khổ, trải dài cho đến thời nay xây dựng cuộc sống mới. Dưới ngòi bút của tác giả Đặng Huỳnh Thái trong tiểu thuyết Đất và Máu, ngổn ngang thế sự. Cuốn tiểu thuyết Đất và Máu đã nêu lên được phần cốt yếu thứ nhất. Ông cha ta đã khai hoang lập địa, lấn biển. Máu của bao người đã đổ trên đất hơn chục đời nay để có một ngôi làng như hiện tại. Những lập luận ấy bắt nguồn từ đời ông cha, từ ngày cụ tổ khai hoang lập biển, lập nên làng xã. Trong quá trình khai hoang lấp biển, đổ đất lập làng ấy, ông cha ta đã trải qua rất nhiều, phải trả những giá rất đắt, phải đối mặt với thiên tai bão lũ. Nhiều người đã hy sinh, máu của bao người đã đổ trên đất. Đất nuôi sống người, đất nhuộm máu người, và đất vĩnh hằng bao bọc con người. Mặc dù vậy, ông cha ta vẫn một lòng kiên trì khai phá,
lấn biển với tinh thần vững chắc rằng máu hôm nay đã đổ, người hôm nay có chết, nhưng con cháu họ mai sau có mảnh đất cắm ruồi. Nhưng trên mảnh đất đó đã xuất hiện đội quân đô hộ thực dân Pháp. Rồi sau chiến tranh thứ hai, khi Pháp thua trận, quân Nhật cho quân vào nước ta lấy danh nghĩa giải giáp để xâm chiếm, khiến dòng dõi đời sau của họ chịu mọi bất công chèn ép cơ cực tới tột độ. Sống không có đất ở, chết không có đất chôn, đất đã không nuôi nổi người. Máu thịt hòa vào đất, vào dòng sông, chảy ra biển cả mênh mông. Ý tưởng thứ hai của cuốn tiểu thuyết: chúng ta khai hoang lập địa, xây làng trả giá, nhưng lại không được làm chủ, mà chịu đủ mọi cướp bóc, bất công, loạn lạc, đau thương dưới hai tầng xiềng xích của Pháp và Nhật. Dòng dõi đời sau của các cụ tổ khai hoang lập nên làng trong cuốn tiểu thuyết này được thể hiện rất rõ. Họ vốn là những con người khỏe mạnh, dũng mãnh trước thiên nhiên, cường tráng trong xây dựng làng mạc, lại bị bọn Pháp tới đô hộ, Nhật lùn tới xâm lược, áp bức thuế má, cướp giết thẳng tay, khiến kiếp người bần hàn cơ cực. Những trai tráng khỏe mạnh thì trở nên teo tóp, gầy guộc, những thợ lặn chuyên nghiệp siêu hạng của làng cũng bị áp bức cho tới chết. Hình ảnh cụ Vận, một tay thợ lặn siêu hạng trong làng, đã hy sinh thân mình, nuốt chai sống để giữ báu vật, giữ 8 viên ngọc trong bụng, cho sóng biển khỏi cuốn đi. Cuối cùng, vì không hoàn thành nhiệm vụ của quan tổng đốc tỉnh Thái Bình, lấy cho đủ 108 viên ngọc màu đen, thật đều hạt để quan dâng lên Hoàng hậu Tây Phương. Vì vậy, cụ phải bị phạt vạ, đau khổ, chết chóc, đói kém, bao trùm trên toàn xã hội. Rồi khi quân Nhật vào, thì cụ Vận, con cá kình siêu hạng, hô hoán trai tráng trong làng chạy trốn, còn cụ đương đầu với quan Nhật giữ đất giữ làng, đã bị một phát súng. Mẹ tráng hát ví dặm gọi nắng, đuổi mưa, ốm yếu nằm tại chỗ, cũng cố gắng để chống lại. Ông Phiêu mặc áo thành hoàng đuổi giặc, là người cuối cùng trong nhà bị xóa sổ. Ba người đổ máu, máu nhuộm đỏ trong cát và nước biển để giành lại tình yêu và quê hương. Chị Sẹo đoan trang trinh tiết chết trong đau đớn, chưa nhìn được mặt con, để lại 10 dấu vân tay son đỏ gửi lại cho đời sau. Hương Cán và Trương Tuần bám đuôi bọn xâm lược hại nước hại dân, bị quan Nhật cho 2 phát súng vào đầu. Vợ Hương Cán làm ma cho chồng tại nhà và xây lăng tẩm riêng. Những con người dòng dõi gây dựng đất nước buổi ban đầu đều cố gắng hết mình chiến đấu, phản kháng quân xâm lược, hầu hết đều hy sinh. Chỉ còn lại Tráng và con cháu. Dòng dõi con cháu của họ còn lại đó là Còi, là Mận, là Na, là Bùng, là Xoa. Họ vẫn chưa chết, nhưng đang phải chịu những bất công, đói khổ, trốn chạy để thoát cái chết. Những nơi họ chạy tới cũng đang chịu sự cướp bóc, đàn áp của quân Pháp, Nhật, tới mức tác giả phải viết lên đất nuôi sống người, người sống nhờ đất, đến bây giờ đất không nuôi nổi người, người bỏ luôn đất. Sự thực, tác giả đã giải mã vấn đề này ra sao? Tiểu thuyết đi theo một trường thiên thế hệ sau, nối tiếp truyền thống khởi sự chống giặc và giữ nước. Phần lớn cuốn tiểu thuyết đều viết về câu chuyện xoay quanh những con người còn sống trong gia đình Tráng. Đó là Tráng, là Còi, là Mận. Xoay quanh họ có cháu Xoa, có Bùng, có Na, có Sen, có chị Sử, ông bà Tiên Hách, quan lại. Bùng và Còi sau khi chạy trốn nhiều ngày đêm, họ đã tới vùng rừng núi của người Sắn Dìu. Tại đây họ được trưởng bản Á Pầu thu nhận, cứu sống và dạy cách sống để hòa nhập với dân làng.
Pháp Nhật chiếm đóng, cướp bản, cướp đất, lập đồn điền. Sau ngày giành độc lập, Bùng lấy vợ là một cô gái xinh đẹp sắn dìu. Còi, con trai anh Tráng quay trở về nhà. Trên đường về nhà, anh đã gặp và tham gia vào giải phóng quân. Anh bắt đầu có ý thức về việc chiến đấu, chống quân xâm lược. Xoa và Tráng sau những ngày lênh đênh đối đầu với cái chết cũng đến được một vùng đô thị và gặp gia đình một thầy lang tốt bụng cứu sống. Ở đây, dưới sự cai trị, chèn ép của Nhật Pháp, cũng loạn lạc, đói kém, thây xác chất chồng. Quan lại tham lam, vơ vét, quân Pháp Nhật yêu cầu thu thuế. Người dân đói kém di cư nằm như ngả dạ khắp mọi nẻo đường. Người sống, người chết, người ngắc ngoài đều bị vứt lên xe đi chôn sống. Tráng cũng bắt đầu có ý thức cùng với người dân phá kho thóc Nhật. Mận phận là con gái, sau khi trôi giạt ngoài biển thì may mắn được một kỹ sư người Pháp tốt bụng cứu, nhận làm con nuôi và sau này mang về Pháp. Sau cách mạng, tháng 8 năm 1945, đời sống nhân dân có sự thay đổi tích cực hơn. Hai bố con Tráng và Còi lại có cơ hội trở về làng, gặp nhau cùng với những người yêu nước khác trong làng, bắt đầu xây dựng lại nếp sống vui vẻ, ổn định. Khắp mọi nơi, từ bản núi đến cư dân vùng biển, như khoác trên mình bộ áo mới. Niềm vui chưa được bao lâu thì quân giặc và tay sai lại đồng loạt kéo vào, hiên ngang gây hấn, giết người vô tội. Tráng và cụ Tiên Ách cũng bị giết một cách tàn bạo. Chỉ còn lại lớp trẻ là Còi, là Thắng. Đi theo con đường cách mạng cùng với những người yêu nước trong làng, chiến đấu giữ làng, giữ nước, giữ Cồn Bà. Dù đau thương chết chóc nhưng họ vẫn kiên trì cùng nhau chiến đấu cho đến ngày thắng lợi. Sau chiến thắng, Còi và mọi người bắt đầu bước vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Cuốn tiểu thuyết dài về lịch sử một thời của một vùng quê nhưng cũng điển hình cho người Việt đã chứng minh một điều chúng ta vẫn luôn lưu giữ và phát huy, đó là người còn, đất còn, cho dù có phải trả giá máu và đất cát lộn nhào, sóng biển dồ lên cuốn đi, một vùng nước đỏ rực, mặt trời đằng đông nhô lên, cả vùng trời, vùng biển nhuộm trong máu đỏ, máu hòa cùng đất, hòa vào nước biển, máu và đất là một. Nhưng máu ấy và đất ấy đã làm nên quê hương, làm nên những gì thân thương nhất. Nhà văn Vũ Thảo Ngọc lại đưa ra những quan điểm về cuốn tiểu thuyết Đất và Máu của tác giả Đặng Huỳnh Thái. Mời quý vị lắng nghe tiếp. Ngay ngoài bìa cuốn sách, tác giả đã đưa ra thông điệp mỗi thửa đất của tổ tiên để lại nuôi một gia đình muôn triệu năm. Trên thửa đất này, trồng lúa ra cơm ra rượu, trồng rau quả làm thực phẩm, trồng cây lấy gỗ làm nhà, trồng bông dệt vải mà mặc, chăm nuôi súc vật làm sức kéo, lấy thịt thuộc ra, cứ đời này chuyển qua đời khác, vĩnh viễn không bao giờ dứt. Thế mà bao nhiêu cuộc tranh giành diễn ra triền miên. Đây là một cuốn tiểu thuyết dày dặn cả về chữ nghĩa và tư liệu, một thời đoạn lịch sử tại làng quê Thái Bình được tác giả Đặng Huỳnh Thái khắc họa rất dữ dội. Một thời khắc tranh tối tranh sáng, khoảnh khắc lịch sử đặc biệt của dân tộc là chế độ xã hội phong kiến và hai kẻ xâm lăng là đế quốc Pháp và phát xít Nhật đã đặt bước chân kẻ xâm lược vào giữa trái tim làng quê nghèo khó. Những chân dung của đám chức dịch trong làng, chân dung những kẻ bần cùng, một khoảnh khắc của lịch sử làng được tác giả tái hiện khá chi tiết và bề bộn phận người rẻ rúng, oan khuất, đau thương và cô độc. Là những cuộc chạy trốn của đám dân đen vì không sống nổi với đám chức dịch trong làng hà hiếp. Là cuộc trốn chạy không có đích đến và chết đói. Cảnh chết đói, tác giả đã khắc họa một góc hình ảnh nạn đói năm 1945 tại Thái Bình
cái chết tức tưởi của những người dân nghèo khổ, chết vì đói. Đọc đến đoạn này mà xa xót cho những cảnh đời, cho dân tộc khi bị xâm lăng. Cuốn tiểu thuyết bộn bề tư liệu sống lại kéo dài thời gian có đến trên dưới cả thế kỷ. Thật sự đọc được cuốn sách này không hề dễ, vì phải hệ thống được tinh thần mà nhà văn gửi gắm. Là bạn đọc, bạn viết, tôi chỉ xin điểm đến những cống hiến của ông cho văn học nước nhà thông qua cuốn tiểu thuyết mang nặng số phận lịch sử dân tộc của một tác giả, nhà văn, với cuốn tiểu thuyết có cái tên đã rất dữ dội, Đất và Máu. Đó là ghi nhận sự lao động chữ nghĩa nghiêm cẩn của ông, sự lao động bằng trí lực của ông, một trí tuệ ở tuổi 80 mà quá giỏi với tài xử lý tư liệu để cho ra ngần ấy trang sách. Ông còn dùng cả tiếng Pháp khi nhân vật là người Pháp. Tôi thấy vô cùng ngạc nhiên vì ông có một hàm lượng kiến văn khá rộng và sâu sắc. Tôi nghĩ nếu bạn đọc ít kiên nhẫn sẽ không thể đọc mà thẩm thấu hết được pho tiểu thuyết dày 800 trang này. Cùng với tiểu thuyết này, năm 2017, ông đã hoàn thành việc chuyển đổi bộ phim tư liệu Vùng Mỏ, Con Người và Lịch Sử từ phim nhựa sang kỹ thuật số. Bộ phim này được tặng cho Tỉnh ủy Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam, lưu giữ và làm tài liệu học tập cho thế hệ trẻ. Qua con mắt của tác giả Đặng Huỳnh Thái về lịch sử làng gắn với lịch sử đất nước, là biết bao những trường đoạn như một dòng chảy lịch sử âm thầm chảy trong lòng đất. Là người đàn bà nghèo, bị chức dịch thu hai sào ruộng vì chồng làm nghề kéo xe tay đã làm chết quan Tây. Là bọn chức dịch sát phạt nhau trên chiếu bạc và cướp chân tay nhau vài mẫu ruộng như không. Và vô vàn những cảnh khốn cùng khác khi đất và máu cứ trộn vào nhau. Hình ảnh chị Sẹo chạy cằn giặc Nhật khi bọn Nhật chạy khỏi, thì người đàn bà khốn cùng ấy cố trồi lên đống lá chuối khô bờ ao và chút hơi thở cuối cùng để sinh ra một sinh linh bé nhỏ. Và sinh linh ấy bị kiến bu đầy khi mẹ nó không còn khả năng để ôm ấp bảo vệ nó. Nếu không có ông bà tiên hách có lòng nhân từ, thì cả hai mẹ con nhà ấy cũng vĩnh viễn bị tước đi mạng sống. Đọc đến đoạn này, quả thật thực sự rùng mình. Về tư duy, tác giả có con mắt quan sát khá tinh, sâu sắc và có tư duy vượt ngoài khả năng của một tiểu thuyết gia. Như cảnh ông đặc tả về cái cách làm tình của người nông dân hay của gã chức dịch ở vùng đất ấy. Nó tự nhiên như nhiên, nó không ràng buộc vào những khung khuôn, chuẩn mực. Đọc mà không thấy có sự tục ở văn. Khi ông viết về phong tục của người Sán Diều với lễ đại phan, ông lý giải người Sán Diều hiện diện ở quê hương ông rất giàu bản sắc văn hóa nhân văn. Ông mô tả sự nhân ái, ông lý giải quyền năng của triết lý sống có vay có trả, ác giả ác báo của con người Việt Nam thông qua hệ thống hàng trăm nhân vật. Về ngôn ngữ, ông viết với tâm thế của người viết nhuần nhuyễn, là cách viết hiện đại, tiết tấu nhanh, câu chuyện phát triển theo tốc độ của ngôn ngữ. Ông vốn là người làm phim nên triển cảnh viết có rất nhiều hình ảnh. Mỗi trường đoạn đều có một kịch bản phim rút gọn, sẵn sàng cho nhà làm phim thực hiện những thước phim chính xác và hiệu quả, cả về hình ảnh và lời thoại. Về hệ thống nhân vật, với hàng trăm nhân vật chạy từ đầu đến cuối cuốn sách, tôi thật sự như rơi vào mê cung các tên gọi của tác giả đặt cho nhân vật. Thật sự tôi không biết ông chọn nhân vật Na hay Sẹo ở làng Khánh Hữu của ông làm nhân vật chính. Vì nhân vật nào ông cũng dành tình cảm trân trọng cho họ. Các tên nhân vật cũng đầy những ẩn ức làng, như anh em Lý Khiếu, Lý Khoái, những Y Vân, Y Mai, rồi hai chú cháu nhà kia chạy trốn làng khi giặc đến, nhập vào làng dân tộc đổi thành Á Bung, Á Pàu, rồi Á Còi. Nhân vật chính là cụ Tiên Hách, đi suốt chiều dài cuốn tiểu thuyết để nhà văn có cơ sở giải quyết các mâu thuẫn, các vấn đề ông đặt ra từ đầu cuốn sách. Tôi nghĩ
hiện thân của nhân vật Tiên Hách là trụ cột, như là chính tác giả, vừa là nhân chứng lịch sử để tác giả Đặng Huỳnh Thái giải quyết mọi vấn đề ông muốn gửi gắm. Đó là những lý lẽ, hay còn gọi là thi pháp tiểu thuyết mà ông chọn. Đó là cách viết đưa hết tư liệu vào, và bằng tư duy soi chiếu của một nhân chứng, đồng thời là nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa, để giải quyết các vấn đề ông muốn lý giải. Đó là đất và máu. Ông cũng cố gắng chứng minh ở đời luôn có sự bù đắp được mất, vui buồn, trả giá, đua chen, thành bại. Dù làng Khánh Hữu có nhập vào làng Bái Môn thì vẫn là cư dân ở vùng cửa biển ấy, vẫn là những con người thấp bé nhưng kiên cường, dám sống, dám chết vì vùng đất của mình. Và tôi nghĩ ông đưa ra mệnh đề đất và máu như dựng lại một thân phận con người, thân phận của lịch sử làng gắn liền với lịch sử dân tộc, vô cùng kiêu hãnh sống và sống chết với điều chính nghĩa, thủ tiêu những sự dã man tàn bạo trong thời điểm xã hội bị giặc xâm chiếm. Trong thời buổi xã hội đã có chính phủ mới, và hơn hết dòng máu chảy trong đất cứ âm thầm là dòng máu đất. Dòng máu của con người trong thế giới chưa bao giờ hết sự tranh giành hơn thua và nhẫn tâm giày xéo lên nhau. Về tôn giáo, ông chạm đến tất cả các nghi lễ của Phật giáo, của Công giáo, của các dân tộc ít người ở vùng mỏ Quảng Ninh. Ông cố gắng tái hiện mọi góc cạnh cuộc sống với những góc quay của máy quay phim, công việc mà cả đời ông gắn bó. Vì thế, đọc văn của ông là thấy hiện lên hình ảnh ở nơi đó, những hình ảnh sống động và gây ấn tượng mạnh về một làng Khánh Hữu, quê hương Thái Bình của ông, vô cùng đẹp. Ông đã dành cả tâm huyết của mình để viết về ngôi làng. Và độc giả sẽ hình dung theo ông mô tả như hình một con thuyền đang giương buồm ra biển lớn. Cuối cùng, thông điệp của ông qua tiểu thuyết Đất và Máu là gì? Đó là câu hỏi mà nhiều độc giả sẽ hỏi ông, như tôi đã hỏi ông. Và ông đã trả lời, tất cả những sự kiện và nhân vật được huy động vào cuốn tiểu thuyết là cả cuộc đời tích lũy, là vốn sống và quan sát cuộc sống dồn lại trong quyển sách này. Đất và Máu là tác phẩm viết về nơi chôn nhau cất rốn quê hương Thái Bình. Tôi kính dâng lên hương hồn cha mẹ và những người nông dân nghèo khổ đã phải trải qua bao đau thương mất mát. Sống không có đất ở, chết không có đất chôn, máu nhuộm đất, đất, nước, sông, nước biển thấm máu người. Ngàn đời nay và mãi mãi diễn ra những cuộc tranh giành đất đai. Trên quả đất này, đâu có người là có máu đổ. Cuốn tiểu thuyết này có bề dày lịch sử gần 100 năm cuộc đời của người nông dân Việt Nam. Không dám nói rộng, nhưng có thể hiểu rằng đây là một bài học tổng kết về đời sống của người nông dân thông qua câu chuyện của các thế hệ nối tiếp ở một gia đình. Một làng nhỏ như bao gia đình khác ở Việt Nam, để nhìn về hoàn cảnh lịch sử đất nước và rộng ra hơn nữa, chính vì thời gian trải dài qua bao thăng trầm của lịch sử, thời kỳ phong kiến, thực dân Pháp đô hộ, đến đế quốc Nhật xâm chiếm, rồi cách mạng dân tộc, đến thời kỳ Trung Quốc bành trướng, đến chiến tranh đế quốc Mỹ và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đất sẽ dạy cho con người thế nào là lẽ sống và biết sống với ý nghĩa thực của sự sống. Quý vị vừa nghe Cầm Kỳ Official đưa ra những quan điểm giới thiệu cuốn tiểu thuyết dày 800 trang Đất và Máu của tác giả Đặng Huỳnh Thái. Theo nhận định của chúng tôi, cuốn tiểu thuyết này đạt được một số những vấn đề mà ngày nay thế hệ trẻ rất cần biết. Chúng tôi sẽ xin trích đọc một số phần cuốn tiểu thuyết Đất và Máu. Mời quý vị đón nghe vào những phần sau. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.